Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tài nguyên và Môi trường của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Bình Thuận đang thực hiện chính sách giao khoáng rừng và nhiều giải pháp tập trung để nâng cao hiệu quả quản lý rừng, nâng cao năng suất chất lượng rừng trồng. Nhờ chính sách giao khoáng rừng này của công ty đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, rừng được bảo vệ tốt hơn, các vụ cháy rừng, phá rừng giảm nhiều. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bình Thuận hiện được giao quản lý hơn 17.705 hectare rừng, tập trung tại 3 huyện Hàm Thuận, Nam Hàm Tân và Bắc Bình, với 2,5 hectare đất thương mại dịch vụ tại thành phố Phan Thiết. Đến nay, công ty đã giao khoáng quản lý bảo vệ rừng tự nhiên hơn 2.191 hectare và 282 hectare rừng trồng cho 77 hộ dân, chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam và xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc. Ngoài giải pháp trên, thông qua kế hoạch thực hiện quản lý rừng bền vững, các giải pháp tuân thủ quy tắc của chứng chỉ rừng quốc tế FSC, công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến toàn thể người dân nói chung, các hộ dân sống ven gần rừng công ty quản lý nói riêng về tầm quan trọng của rừng, những rủi ro khi người dân tham gia vào các hoạt động hủy hoại rừng, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy. Từ đó, người dân đã nâng cao ý thức trong việc chung tay bảo vệ rừng. Ngoài diện tích rừng quản lý trên, công ty còn thực hiện hơn 10.000 hectare rừng trồng. Để nâng cao năng suất chất lượng rừng trồng, thời gian qua, công ty cải tạo nguồn giống bằng việc chuyển đổi từng bước từ cây dăm hom sang cây cấy mô. Đến nay, diện tích trồng của công ty đã chuyển đổi hơn 500 hectare và cập nhật đưa vào trồng rừng một số giống cây lai tạo mới có năng suất chất lượng cao. Bên cạnh đó, công ty còn phối hợp với các viện khoa học lâm nghiệp để tìm các giải pháp thâm canh nâng cao chất lượng rừng trồng từ các nguồn giống chất lượng cao, phương pháp trồng rừng, chăm sóc và xử lý các bệnh về cây trồng hiệu quả, cũng như chuyển giao công nghệ nuôi cấy mô để tiến tới xây dựng vườn ươm nuôi cấy mô, tạo chủ động nguồn cung cấp cây giống ổn định. Công ty thường xuyên xem xét chọn lựa các khu vực phù hợp rừng trồng đã đến kỳ khai thác từ 5 đến 6 năm để lại, chuyển hóa thành rừng gỗ lớn từ 3 đến 5 năm sau so với chu kỳ trồng rừng nhằm đem lại hiệu quả tối đa. Hiện mỗi năm, công ty quy hoạch đưa vào chuyển hóa rừng trồng gỗ lớn từ 30 đến 50 hectare. Đến nay, công ty đã có khoảng hơn 200 hectare rừng gỗ lớn. Bên cạnh đó, công ty còn có 9.700 hectare rừng đạt chứng chỉ rừng quốc tế FSC. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người dân hai xã Ngũ Phụng, Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý sinh sống bao đời nay. Khi chúng tôi hỏi thăm nạn xâm thực của những năm về trước, họ không quên kể lại cảnh tượng sóng biển xâm lấn vào bờ 4 đến 5 mét đất mỗi năm. Bây giờ bà con ở đảo đã an tâm, không còn lo lắng nữa, bởi hình ảnh ấy chỉ còn trong quá khứ. Xung quanh đảo Phú Quý bây giờ, hệ thống kè chống nước biển xâm thực đang dần khép kín, bảo vệ đảo trước sóng to gió lớn, thường đe dọa vào mùa mưa bão, gió bất cuối năm. Trong lần ra công tác ở đảo mới đây, chúng tôi đứng trên bờ kè vững chãi phía cuối xã Ngũ Phụng, cảm nhận tác dụng thiết thực công trình đã được đưa vào sử dụng này. Nó như một con lươn to lớn chạy dày tít tắp trên bờ biển, đẩy ra những con sóng cao lớn đập vào liên tiếp phía dưới chân tường, che chở cho những con tàu, thúng cho ngư dân đã kịp dời vào. Kè Ngũ Phụng được Trung ương tỉnh đầu tư xây dựng hoàn thành từ nhiều năm nay. Những năm qua, hệ thống kè đã bảo vệ cho nhiều công trình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng gần bờ biển, như các trụ điện gió, đường dây điện trung hạ thế, tuyến đường nhựa ven biển, đất đai hoa màu của nông dân trên địa bàn Ngũ Phụng. Qua đó, tuyến kè bảo vệ bờ đoạn Lạch Ông Bền, thôn Triều Dương, tuyến kè từ chùa Thành Lâm đến trước Ủy ban Nhân dân huyện đã vững chãi với kết cấu bê tông tường chắn sóng, bậc thang lên xuống, cống thoát nước. Trước đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quý đã chủ động đề xuất tỉnh cho phép sử dụng khối lượng đất nạo vét lạch do dừa xã Tam Thanh cùng một số công trình nhỏ trên địa bàn, cung cấp gần 30.000 mét khối đất bồi nền để đơn vị thi công hoàn thành hai tuyến kè chống xói lở bảo vệ bờ biển Phú Quý như bây giờ. Tuy nhiên, đoạn kè biển xã Long Hải nằm phía bắc đảo, dài gần 3 km chưa được xây dựng. Sóng biển lớn vào mùa bất dễ gây xói lở khu vực ven biển này, ảnh hưởng môi trường sinh thái. Ủy ban Nhân dân huyện đang xúc tiến xây dựng dự án đoạn kè này, ước tính vốn đầu tư 500 tỷ đồng 1 km bờ biển. Kiến nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xem xét tổng hợp trình Quốc hội khóa 15 để đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng trong những năm tới. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các ban ngành trong huyện Hàm Tân có nhiều nỗ lực trong tham gia bảo vệ môi trường với nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả.
Một trong những việc làm hữu ích là mô hình biến rác thành tiền của đoàn thanh niên thị trấn Tân Minh. Không chỉ nâng cao ý thức của người dân trong tham gia bảo vệ môi trường, mà còn giúp các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thêm nguồn thu nhập, từng bước cải thiện cuộc sống. Đầu năm 2022, Đoàn Thanh niên Thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân là một trong những đơn vị điểm triển khai mô hình biến rác thành tiền. Bắt tay vào thực hiện, các bạn đoàn viên thanh niên thị trấn tích cực tuyên truyền, vận động từng chi đoàn hộ gia đình cùng đồng thuận tham gia. Theo đó, rác thải được phân loại tại nhà rồi tổ chức thu gom, tập kết để mang bán. Cách làm này đơn giản nhưng mang lại hiệu quả thiết thực, không những vừa bảo vệ môi trường mà còn thu hút đông đảo đoàn viên người dân tham gia. Với tên gọi biến rác thải nhựa thành tiền, mô hình được triển khai làm điểm tại trụ sở Ủy ban thị trấn, trụ sở công an thị trấn và tại chợ đang tạo sức lan tỏa rộng khắp đến các ban ngành và tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Với cái mong muốn thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa tại địa phương, thì khi thấy mà lon chai nhựa được bỏ vứt bừa bãi nhiều ở trên đường cũng như là xung quanh, thì bằng nhiều ý kiến của sáng tạo của đoàn viên thanh niên, thì đoàn thị trấn Tân Minh cũng đã có cái tham mưu với đảng ủy chính quyền để mà xây dựng cái mô hình biến rác thải thành tiền, gây quỹ cho trẻ em cũng người già khó khăn bằng việc là thu gom các lon chai nhựa bỏ vào cái thùng. Thì qua cái 3 tháng triển khai thực hiện thì đoàn thị trấn cũng đã tổ chức 2 lần thu hoạch các lon chai nhựa, bán được số tiền là 1,5 triệu và đã trao tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Lúc mà chưa có cái mô hình này, chưa có triển khai trong chi đoàn công an thị trấn á, thì chủ yếu là anh em trong cơ quan uống nước xong thì đều vứt chai vào sọt rác và đi cùng với lại rác thải sinh hoạt bình thường luôn. Nhưng mà bây giờ khi triển khai cái mô hình này á, thì anh em uống xong là bỏ vào đây và sau khi nó đầy á, thì anh em có sử dụng bán nó đi và lấy cái tiền bán được đó để gây quỹ hỗ trợ cho những người nghèo ở địa phương á. Em thấy rất là ý nghĩa và rất là thiết thực. Để giữ gìn và bảo vệ môi trường sống xanh sạch đẹp và duy trì nâng cao hơn nữa các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, Đoàn Thanh niên thị trấn cũng đã lựa chọn chợ Tân Minh làm điểm phát động phong trào biến rác thải nhựa thành tiền đến toàn thể các tiểu thương trong chợ và những người đi chợ. Nhận thấy việc làm này sẽ hạn chế được tình trạng rác thải nhựa vứt bỏ tràn lan và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hầu hết người dân đều tích cực hưởng ứng tham gia. Lúc trước thì chưa có cái mô hình này thì rác, mấy cái lon bia này nọ thì em hay bỏ vô rác. Từ khi có cái mô hình này thì em bỏ vô đây em thấy tiện mà cũng giúp được nhiều người. Lấy cái đó mình vô đoàn thanh niên thì giúp cho người nghèo này nọ thì em thấy cũng tiện. Em thấy những người trong chợ cũng vậy, nói chung xung quanh thì ai có lon rồi uống nước ngọt rồi thì người ta cũng bỏ vô trong đó. Nói chung em thấy tiện mà lại sạch sẽ nữa, không mất vệ sinh này nọ. Bằng những hình thức khác nhau như phân loại rác thải tại nhà, đi trên đường gặp rác thải nhựa thì thu gom, xách làng đi chợ để giảm thiểu dùng túi ni lông. Các đoàn viên tập hợp phế liệu rồi đem bán, tiền thu về dùng hỗ trợ cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Có thể nói, mô hình nhỏ nhưng ý nghĩa rất lớn, giúp mọi người từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm cho môi trường. Mô hình triển khai đã góp phần làm thay đổi ý thức cán bộ, đoàn viên và người dân trong ứng xử với rác. Thông điệp rác là một tài nguyên dần đi vào nhận thức của đông đảo người dân. Việc phân loại rác đi đôi với truyền thông phòng chống rác thải nhựa cũng góp phần thay đổi thói quen sử dụng đồ nhựa dùng một lần của người dân. Triển khai cái mô hình này thì đoàn thanh niên thị trấn Tân Minh cũng đã thấy được cái hiệu quả trong cái việc mà người dân cũng như là mọi người đồng tình ủng hộ cao, đã bỏ nhiều lon chai nhựa để cho đoàn thị trấn có cái thu hoạch. Thì sắp tới thì trong cái chiến dịch thanh niên tình nguyện hè này thì đoàn thị trấn sẽ tiếp tục nhân rộng thêm 3 thùng nữa đặt tại các điểm. Qua thực tế trên cho thấy mô hình khẳng định sự lựa chọn đúng đắn của đoàn thanh niên thị trấn, thể hiện tính khả thi cao, góp phần giảm lượng rác thải tại các điểm tập kết rác, có thêm nguồn lực hỗ trợ cho các hoạt động xã hội. Từ ý nghĩa thiết thực của mô hình, thời gian tới, đoàn thị trấn Tân Minh tiếp tục duy trì thực hiện mô hình tạo thành phong trào mang tính đặc thù của đoàn thanh niên. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tài nguyên và Môi trường kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.